quan đến vụ việc nữ trung tá công an bị một đối tượng dùng búa tấn công gây thương tích nặng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức sinh năm 1980, trú thị trấn Tăng Bạt Hồ, huyện Hoài Ân, Bình Định để điều tra về hành vi sát hại người. Đức là hung thủ đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu trung tá VTAV, cán bộ công an huyện Hoài Ân. Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7, trung tá VTAV điều khiển xe máy đi trên đường thuộc khu phố Gò Cao, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân thì bị Đức điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 77X44804 lưu thông cùng chiều, từ phía sau dùng búa đóng đinh cầm tay tấn công vào đầu, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Tiếp đó, Đức xuống xe, dùng búa tấn công trung tá VTAV. Khi thấy nạn nhân bất động, Đức chạy xe đến công an huyện Hoài Ân tự thú. Hậu quả, trung tá VTAV bị thương lún sọ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do Đức từng gây thương tích cho em rể của trung tá VTAV và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng nên nảy sinh ý định trả thù. Khi thấy trung tá VTAV mặc thường phục, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy trên đường, Đức tưởng đó là vợ của em rể trung tá V nên dùng búa tấn công nạn nhân. Được biết, Đức là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến tình trạng sức khỏe của trung tá VTAV, hiện nạn nhân vẫn hôn mê sâu, đang tiếp tục được cấp cứu, theo dõi tại bệnh viện. Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khám xét khẩn cấp 2 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế, bắt giữ nhóm 7 đối tượng về hành vi sử dụng mạng viễn thông để thực hiện chiếm đoạt tài sản. Sau khi chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook, nhóm đối tượng tại Huế đã giả danh chủ tài khoản để nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Trước đó, ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khám xét khẩn cấp phòng 711, khu C2, trung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế, đồng thời bắt giữ 6 đối tượng gồm Trần Nhật Sang, Võ Tá Thịnh, Đỗ Phú Sĩ, Lê Gia Anh, cùng sinh năm 2004, Trần Nhật Quang, Đỗ Phú Sang, cùng sinh năm 2005, thu giữ 2 bộ máy tính để bàn, 5 điện thoại và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Tại phòng 409 khu E, trung cư Xuân Phú, lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng liên quan là Phan Nguyễn Phước Duy, sinh năm 2004, thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 1 điện thoại. Tại đây, công an thu giữ thêm các gói ni lông chứa 10 viên ma túy dạng nén màu hồng, 5 gói ma túy viền đỏ và 2 gói ma túy viền xanh, với tổng trọng lượng gần 11 gram. Các đối tượng kể trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế. Quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 1 năm 2024 đến ngày bị phát hiện, nhóm 7 đối tượng này đã thuê nhà tại 2 địa điểm kể trên, sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Các đối tượng đã dùng thủ đoạn chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại trên cả nước với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn làm rõ đối tượng Phan Nguyễn Phước Duy thuộc nhóm 7 người về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy. Ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet hoạt động liên tỉnh. Qua đó đồng loạt bắt giữ 18 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Đối tượng cầm đầu Hồ Xuân Hòa sinh năm 1989, thường trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết Euro 2024, sử dụng tài khoản tổng đại lý để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại Nghệ An và các địa phương Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường dây được tổ chức rất chuyên nghiệp. Đối tượng Hồ Xuân Hòa chỉ lôi kéo và cấp tài khoản cá độ cho những người quen biết, có điều kiện kinh tế. Tất cả giao dịch đánh bạc của các đối tượng đều được thực hiện trực tuyến qua điện thoại thông minh. Kiên trì triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố Vinh đã đồng loạt triển khai 18 tổ công tác, bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Xuân Hòa và 17 đối tượng khác tại các địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 18 điện thoại di động và nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Bước đầu, Công an thành phố Vinh làm rõ, trong ngày 1 tháng 7 năm 2024 diễn ra Euro 2024, đối tượng Hồ Xuân Hòa đã tổ chức đánh bạc cho các con bạc tham gia với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tương tự như vụ việc trên, ngày 10 tháng 7, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Minh, 38 tuổi, Nguyễn Thành Tuấn, 38 tuổi, Nguyễn Thành Công, 37 tuổi, cùng trú tại thành phố Thái Bình về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo thông tin hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4 vừa qua, khi giải bóng đá Euro 2024 và Copa America 2024 chuẩn bị diễn ra, muốn quản lý một tài khoản cá độ bóng đá để cho con bạc cá cược thắng thua bằng tiền, Trần Văn Minh đã thuê một tài khoản bóng đá cấp độ Asian đại lý để tạo ra các tài khoản người chơi. Từ tài khoản của mình, Minh cung cấp cho Công và Tuấn để trực tiếp tham gia cá cược. Các đối tượng quy định mỗi tuần và ngày thứ hai sẽ tổng hợp kết quả thắng thua, thanh toán tiền thắng thua của tuần trước đó. Với cách thức trên, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, tổng số tiền Minh đánh bạc với Công, Tuấn thu được trên 550 triệu đồng. Vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan chức năng ở Cà Mau đang xác minh clip hai cô gái ẩu đà giữa đường lúc rạng sáng với sự cổ vũ của nhiều người khác. Thông tin ban đầu, sáng mùng 10 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh hai cô gái, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đỏ, ẩu đả nhau. Trong lúc hai cô gái xô xát, có một số người chứng kiến và cổ vũ. Cuộc ẩu đả kết thúc sau khi trên người cô gái áo trắng xuất hiện một số vết thương nghi do vật sắc gây ra. Đoạn video đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Vụ việc được cho là xảy ra vào lúc rạng sáng mùng 10 tháng 7, ở một tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Nước cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh để có hướng xử lý. Liên quan đến vụ nam sinh 18 tuổi bị đầu độc bằng cyanua ở huyện Nhân Trạch đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, phía nhà trường cho biết vừa trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai để xét đặc cách tốt nghiệp. Ngày 10 tháng 7, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc nam sinh 18 tuổi ở huyện Nhân Trạch bị đầu độc bằng cyanua, nhà trường đã làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp. Bà Huệ thông tin, qua rà soát hồ sơ xin đặc cách thì em NHBT đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp. Vào cuối tháng 6, em T bất ngờ bị ngộ độc cyanua và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do ảnh hưởng của vụ việc, em T đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sau khi sức khỏe em T ổn định, nhà trường đã liên hệ gia đình làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp. Như thông tin đưa trước đó, ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch để điều tra về hành vi sát hại người. Bích là người đầu độc T, cháu ruột của Bích bằng chất độc cyanua. Ngoài ra, Bích còn khai dùng chất độc cyanua đầu độc chồng và hai cháu ruột tử vong. Theo cơ quan điều tra, Bích đang sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ngày 22 tháng 6, Bích thấy cháu T đang ngồi học bài một mình nên lấy cyanua bỏ vào viên thuốc con nhộng rồi đưa cho T uống. Người cháu sau đó bị ngộ độc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, bị can còn khai từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng cyanua đầu độc 3 người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng Bích và hai cháu ruột. Khám xét nơi ở của Bích, cảnh sát thu giữ một số vật chứng liên quan. Ngoài ra, theo chỉ điểm của Bích, công an tìm thấy chai nhựa màu trắng nặng 0,7 kg chứa cyanua được chôn lấp trong một nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích đặc biệt nguy hiểm, đáng lên án, mất nhân tính, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống, mà chỉ trong thời gian ngắn dùng chất độc để tước đoạt tính mạng của 4 người. Đối tượng hoàn toàn nhận thức được về việc dùng chất độc cyanua sẽ gây ra cái chết cho nạn nhân. Theo khoa học hiện nay, chất cyanua được liệt kê vào loại chất cực độc. Khi con người bị nhiễm chất độc này có biểu hiện tác dụng rất nhanh, mạnh vào hệ hô hấp và hệ thần kinh, gây nhiễm độc cấp tính. Người ăn hàm lượng thấp sẽ có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, thở gấp và nếu không được cấp cứu kịp thời, rất dễ bị trụy tim mạch tử vong. Những người sống sót sau ngộ độc cyanua có thể bị tổn thương tim, não và thần kinh. Do đó, nhà nước đã ban hành các quy định quản lý chất cyanua rất nghiêm. Trong vụ việc này, mặc dù cháu T may mắn thoát chết, kịp thời được cứu chữa và đã xuất viện, nhưng hành vi của đối tượng hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội danh sát hại người, theo quy định tại điểm 1, điểm Q khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Việc cháu T không tử vong là do được kịp thời cứu chữa, nằm ngoài ý chí của Bích. Ngoài ra, trước đó, bằng hành vi thủ đoạn tương tự, đối tượng đã dùng chất độc cyanua để tước đoạt tính mạng của chồng và hai cháu của mình. Hành vi này của Bích sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người, theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Tội mà Nguyễn Thị Hồng Bích phải đối mặt có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, theo các quy định của Bộ luật dân sự, Bích có trách nhiệm bồi thường các khoản thiệt hại về tinh thần, tính mạng cho thân nhân các nạn nhân. Ngày 10 tháng 7, Văn phòng Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa chủ trì phối hợp với Công an Khánh Hòa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Qua điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web bóng88.com và đã xác lập chuyên án, thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá. Vào đầu tháng 7 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp, làm rõ đối tượng cầm đầu là Cao Đình Hùng, sinh năm 1991 ở phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý Supermaster DZXX. Cùng với Hùng còn có 19 đối tượng khác có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các giải khác nhau. Tại giải Euro 2024 Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Được biết, các đối tượng trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ Hai hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZXX xác định, chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 2 đến tháng 7, tổng số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc đã lên tới trên 500 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ nhóm 7 đối tượng sử dụng mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp phòng 711 khu C2, chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, thành phố Huế, lực lượng công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Trần Nhật Sang, 20 tuổi, Trần Nhật Quang, 21 tuổi, Võ Tá Thịnh, 20 tuổi, Đỗ Phú Sĩ, 20 tuổi, Đỗ Phú Sang, 21 tuổi, Lê Gia Anh, 20 tuổi. Công an thu giữ 2 bộ máy tính để bàn, 5 điện thoại và các tài liệu liên quan. Tại phòng 409, khu E, chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, lực lượng công an đã bắt giữ Phan Nguyễn Phước Duy, 20 tuổi, thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 1 điện thoại và các gói ni lông chứa 11 gam ma túy tổng hợp. Tất cả các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế. Theo cơ quan công an, từ tháng 1 đến nay, nhóm 7 đối tượng đã thuê nhà tại 2 địa điểm trên, sử dụng máy tính, dùng thủ thuật chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook của các nạn nhân. Sau đó, các đối tượng giả mạo, nhắn tin mượn tiền bạn bè người thân của nạn nhân. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa được hơn 200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 2 người phụ nữ ẩu đả lúc rạng sáng được lan truyền trên mạng xã hội, chiều ngày 10 tháng 7, Công an thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nguyên nhân xảy ra vụ việc trên. Theo đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10 tháng 7 năm 2024, tại khu vực đầu Lộ Gòn thuộc khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa NIL, sinh năm 2006, ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, và DHM, sinh năm 1997, ngụ ấp An Hưng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2024, DHM livestream bán hàng trên các trang mạng xã hội TikTok. Đến khoảng 23 giờ 40 phút, NIL có vào bình luận rủ DHM ẩu đả. M đồng ý nên M và L nhắn tin hẹn nhau đến khu vực đầu Lộ Gòn thuộc khóm 2 thị trấn Cái Nước để xô xát. Sau đó NNL là chồng của M chờ M đến đầu Lộ Gòn thuộc khóm 2 thị trấn Cái Nước để ẩu đả với L. Khi M và L xô xát có NVP chưa xác định được nhân thân, dùng điện thoại di động để quay lại và gửi cho M. Sau đó M sử dụng đoạn video do P cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội Facebook, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, bày tỏ cảm xúc. Công an thị trấn Cái Nước đã mời DHM, NNL đến làm việc, đồng thời đã thử test nhanh DHM âm tính với ma túy, chưa thử test được đối với NNN, chưa làm việc đối với NIL và NVP. Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 1 giờ 35 phút ngày 10 tháng 7, trên nền tảng mạng xã hội Facebook, tài khoản Mai Huỳnh đã đăng tải clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ nắm tóc tấn công nhau trước sự chứng kiến và cổ vũ của nhiều người. Theo đó, đoạn clip dài hơn 1 phút, vụ việc làm người phụ nữ mặc áo thun trắng có một số vết thương, nghi do bị đối thủ dùng lưỡi làm rạch gây thương tích. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền đã thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, gây mất an ninh trật tự xã hội. Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 33 bị can, trong đó 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 23 bị can về hành vi đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam xác định trên địa bàn xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, khu vực sông Hồng giáp danh 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình có khoảng 40 đến 50 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng tổ chức đánh bạc có bố trí flycam, người cảnh giới trên các cầu Thái Hà, Hưng Hà, trên đê thuộc địa bàn huyện Lý Nhân và đưa đón các con bạc bằng xe ô tô, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án, đấu tranh và xây dựng kế hoạch bắt giữ. Đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh và Công an huyện Lý Nhân triệt phá chuyên án, bắt quả tang 28 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, được thua bằng tiền trên tàu không mang biển kiểm soát đang neo đậu ở vị trí gần giữa sông Hồng thuộc địa phận thôn 4 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Tang vật thu giữ gồm 1,5 tỷ đồng, một bộ bát đĩa sứ màu trắng, 4 quân vị hình tròn, 2 tàu là phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội, 9 ô tô các loại, 20 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã mua và cải tạo tàu, sau đó thường xuyên tổ chức cho khoảng 30 đến 40 con bạc ở các tỉnh, thành phố như Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Đắk Nông tham gia đánh bạc vào ban đêm, khung giờ từ 22 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau và thu của mỗi con bạc 1 triệu trên 1 ca tiền phí tham gia. Theo đó, từ tháng 3 năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an đã ra lệnh bắt và khởi tố thêm 5 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngày 10 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án sát hại người đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Tấn Sang, kẻ đâm tử vong phó trưởng công an phường tại thành phố Huế, là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt 20 năm tù. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 40 phút chiều ngày 12 tháng 1, trong thời gian đảm nhiệm ca trực chỉ huy tại đơn vị, Trung tá Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi gây rối, ngăn chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân. Ngay sau đó, Trung tá Hùng cùng 4 người là công an, bảo vệ dân phố đến hiện trường nắm bắt, xử lý vụ việc. Tổ công tác trực tiếp gặp và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quấy rối, trở vào nhà ở gần đó. Tuy nhiên, đối tượng Sang tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối với những người làm nhiệm vụ. Thời điểm này, vào giờ tan tầm, lượng người qua lại đoạn đường Lê Đức Anh rất đông, nên tổ công tác quyết định vừa vận động, vừa tìm các biện pháp trấn áp để đưa Sang rời hiện trường trở vào nhà. Cho rằng công an có thái độ uy hiếp mình, Sang đã chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một con dao lao ra tấn công tổ công tác. Trong lúc Sang cầm dao hung hãn rượt đuổi, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, Trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác tiếp cận tìm cách khống chế. Quá trình khống chế Sang, anh Hùng không may bị trượt ngã. Thấy vậy, Sang lao tới dùng dao tấn công 5 nhát vào vùng hiểm trên người của anh. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã khiến Trung tá Hùng hy sinh. Ngay sau đó, Sang bị công an khống chế. Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm gây án, Nguyễn Tấn Sang bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy. Tại phiên tòa, những hành vi của Nguyễn Tấn Sang được hội đồng xét xử nhận định là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, nên bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù về tội sát hại người. Bị cáo Sang còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại về phí mai táng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của Trung tá Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi. Mới đây, hạt kiểm lâm huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 329, thôn Bà Giá, xã Cà Di, huyện Nam Giang. Hiện vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang thụ lý theo thẩm quyền. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cà Di, ngày 26 tháng 4, Ban Lâm nghiệp xã phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn, đội bảo vệ rừng của xã và tổ bảo vệ rừng Phôn Pà Giá tiến hành tuần tra phát hiện có dấu hiệu khai thác lâm sản trái phép tại khoảnh 5, tiểu khu 329, rừng phòng hộ huyện Nam Giang. Quá trình kiểm tra thực tế tại hiện trường, tổ công tác xã Cà Di ghi nhận tại lô 2, khoảnh 5 có 12 cây gỗ nghiến bị cưa hạ, một cây gỗ nghiến bị gió bão gây ngã đổ. Hầu hết cây gỗ bị cưa hạ có đường kính từ 80cm trở lên, có cây đường kính lên đến 150cm. Các cây gỗ đều có chiều dài hàng chục mét. Theo ghi nhận của tổ công tác xã Cà Di, những cây gỗ nghiến cổ thụ này đã bị khai thác trái phép từ khá lâu, có thể đã cách đây 2 đến 3 năm. Theo ông Lê Tấn Can, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Nam Giang, kết quả đo đếm, khám nghiệm hiện trường của lực lượng liên ngành xác định có 14 cây gỗ nghiến bị cưa hạ với khối lượng lên tới hơn 90 mét khối. Nghiến là loại gỗ thuộc nhóm IIA, danh mục nguy cấp quý hiếm. Chặt hạ từ 5 mét khối gỗ trở lên đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, khối lượng gỗ bị chặt hạ lên tới hơn 90 mét khối, cho thấy mức độ rừng bị phá hết sức nghiêm trọng. Lãnh đạo Công an huyện Nam Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoãn lịch duyệt điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 và chưa có lịch duyệt cụ thể, khiến hàng nghìn học sinh, phụ huynh thấp thỏm lo lắng. Theo kế hoạch thực hiện công tác xét tuyển lớp 10 năm học 2024-2025, ngày 10 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các trường trung học phổ thông họp duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoãn lịch duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung từ sở và chưa có lịch duyệt cụ thể. Trước đó, từ 13h30 phút ngày 5 tháng 7 đến hết ngày 7 tháng 7, học sinh trúng tuyển lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập chuyên và không chuyên năm học 2024-2025 đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học. Căn cứ danh sách học sinh đã xác nhận nhập học, các nhà trường tổng hợp số lượng đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao. Trong trường hợp chưa tuyển sinh đủ so với chỉ tiêu, các trường sẽ tuyển sinh bổ sung. Việc hoãn lịch duyệt điểm chuẩn bổ sung khiến nhiều phụ huynh có con không trúng tuyển các nguyện vọng hoặc trúng tuyển nguyện vọng chưa như mong muốn, thấp thỏm lo lắng. Hiện rất nhiều thí sinh, phụ huynh đang trông ngóng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hạ điểm chuẩn để có cơ hội vào học các trường trung học phổ thông công lập. Trên một số diễn đàn giáo dục, nhiều phụ huynh bày tỏ sự thất vọng khi Sở Giáo dục và Đào tạo hoãn lịch duyệt điểm chuẩn bổ sung mà không có lý do và không thông tin về lịch duyệt cụ thể. Tới thời điểm này, hầu hết các gia đình có con không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng hoặc trúng tuyển vào trường không mong muốn đã hoàn tất thủ tục nhập học ở các trường tư thục trên địa bàn thành phố. Hiện có một số trường tư thục tại Hà Nội tiếp tục ra thông báo tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu lớp 10 năm học 2024-2025. Phụ huynh, học sinh tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường để lựa chọn trường phù hợp cho con. Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ Thanh Xuân mở cổng tuyển sinh đợt 2 và ngừng tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu 405 học sinh. Trường xét tuyển theo phương thức xét học bạ, kết hợp điểm thi vào lớp 10 công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Học sinh đủ điều kiện sẽ đăng ký nhập học trực tuyến. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm Cầu Giấy tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 từ ngày 3 tháng 7 đến khi hết chỉ tiêu. Hình thức xét tuyển của nhà trường là xét học bạ trung học cơ sở. Nhà trường lưu ý phụ huynh có con đã dự thi vào lớp 10 theo kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024 và chưa đạt đủ điểm chuẩn có thể tham gia xét tuyển bằng hình thức này. Trường Trung học phổ thông Văn Lang, quận Đống Đa tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Phụ huynh, học sinh có nhu cầu xét tuyển vào trường trực tiếp đến phòng tuyển sinh để được tư vấn hướng dẫn về mức điểm chuẩn xét tuyển. Đến ngày 13 tháng 7, trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và tiếp nhận hồ sơ nhập học bổ sung nếu còn chỉ tiêu vào 2 ngày tiếp theo. Phụ huynh, học sinh tham khảo thông tin tuyển sinh của các trường để lựa chọn trường phù hợp cho con. Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đang cùng một số đơn vị liên quan đề xuất thêm hành trình mới phục vụ du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Đây là hướng mở, tạo thuận lợi cho các loại hình tàu du lịch mới, đồng thời tăng nguồn thu phí nhằm đầu tư trở lại cho Vịnh Hạ Long và phục vụ sự phát triển chung của địa phương. Hành trình mới tham quan di sản đang được Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đề xuất, bao gồm tất cả các hang động trên vịnh, cả vùng lõi và vùng đệm của di sản. Nếu chọn đi 5 tuyến, du khách thay vì cần 5 lần mua vé với tổng số tiền 1.150.000 đồng một người, này du khách chỉ bỏ ra chi phí 600.000 đồng tiền vé, chưa kể tiền tàu và tiền ăn, đã có thể tham quan tất cả các hang động trên vịnh trong ngày. Thời điểm xuất phát là 6 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Ông Lê Minh Tân, Phó trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, căn cứ vào nhu cầu của du khách được phản ánh qua các hãng lữ hành và qua chi hội tàu du lịch, sản phẩm đi du lịch khắp Vịnh Hạ Long thì cũng không là mới. Cố gắng trong vòng một ngày thì du khách đi trên tàu cũng đi gần hết được khu du lịch của Vịnh Hạ Long. Do đó, sẽ trải nghiệm được nhiều hơn giá trị của Vịnh Hạ Long. Khi chúng ta xây dựng lên chương trình này thì cũng phải cố gắng làm sao hài hòa, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách du lịch, nhưng cũng cần đảm bảo công tác bảo vệ bảo tồn di sản. Hiện trên Vịnh Hạ Long có 5 chuyến du lịch đi qua 27 cảnh điểm theo nghị quyết số 62/2017/NQ-HDNG ngày 7 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Với sự phát triển của các loại hình du lịch, cũng như sự góp mặt ngày càng nhiều của các du thuyền cao cấp, tàu cao tốc trên Vịnh Hạ Long, đòi hỏi cần có sự bổ sung các sản phẩm du lịch mới. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh chia sẻ, các doanh nghiệp cơ bản cũng đồng ý quan điểm về xây dựng các tour, tuyến để cho thêm không gian tham quan Vịnh Hạ Long. Đó cũng là một hình thức quản lý. Trước đây, tàu đang đi trên tuyến 1 thì sẽ không được sang tuyến 2. Khi đi tuyến 2 thì sẽ không được sang tuyến 3. Mua vé tuyến nào thì đi tuyến đó. Còn bây giờ thì được đi cả 5 tuyến luôn. Nếu tính tổng cộng cả 5 tuyến vào là hơn 1 triệu, nhưng ở đây chỉ có 50% thì đó cũng là một hình thức hỗ trợ. Thực tế, tỷ lệ du khách tham gia hành trình mới này được đánh giá là không cao so với các tuyến 1, 2 và tuyến 3. Nhưng việc có thêm các hành trình mới tham quan vịnh cũng giúp người dân, du khách có thêm lựa chọn khi đến Vịnh Hạ Long trong ngày. Ngoài ra, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đề xuất thêm tuyến hành trình tham quan, du lịch ven bờ Vịnh Hạ Long dành cho các tàu nhà hàng và tuyến cố định Tuần Châu, Gia Luận, Cát Bà. Cụ thể, tuyến hành trình tham quan, du lịch ven bờ Vịnh Hạ Long dành cho các tàu nhà hàng có lộ trình cảng tàu quốc tế Hạ Long, cảng tàu quốc tế Tuần Châu, cảng Nam Cầu Trắng sẽ có mức thu từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng một người. Tuyến cố định Tuần Châu Gia Luận Cát Bà đề xuất các mức thu phí 120.000 đồng một người một lượt hoặc 150.000 đồng một người một lượt. Đề xuất mức thu phí đối với việc tham quan Vịnh Hạ Long trong ngày từ 6 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút đi cả 5 tuyến với mức giá 600.000 đồng một người lớn, trẻ em là 480.000 đồng. Trẻ em dưới 7 tuổi, người khuyết tật được miễn phí. Ngày 10 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã tổ chức Hội thi ca múa nhạc dân gian tỉnh Bắc Giang năm 2024. Tới dự có đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương. Hội thi diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh có sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với gần 400 nghệ nhân, diễn viên, hạt nhân văn nghệ. Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, hội thi nhằm giới thiệu, bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc nghệ thuật dân gian và một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các vùng miền trên cả nước. Đồng thời, nhân rộng mô hình hoạt động của các câu lạc bộ nghệ thuật, lan tỏa kết nối giao lưu cộng đồng, nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, không chuyên, hạt nhân văn nghệ được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Thông qua hội thi phát hiện những tài năng nghệ thuật để bồi dưỡng trở thành những hạt nhân tiêu biểu, nòng cốt cho hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Trong thời gian từ 25 đến 35 phút, mỗi đội trình diễn một chương trình ca múa nhạc tổng hợp với các thể loại đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa tập thể, độc tấu, hòa tấu. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, vùng đất con người Bắc Giang, sáng tạo trong lao động sản xuất, thành tựu của quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới. ban tổ chức yêu cầu chương trình dự thi bảo đảm đa dạng hình thức, thể loại và có ít nhất 2 trong số các loại hình di sản văn hóa đặc sắc đang được bảo tồn, phát huy tại tỉnh Bắc Giang là quan họ, ca trù, chầu văn, hát then, đàn tính, chèo. Với sự tập luyện công phu, chuẩn bị chu đáo, các đội mang đến hội thi những chương trình nghệ thuật chất lượng, nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo ấn tượng với khán giả như Về miền quê tôi yên dũng yêu thương, đội Yên Dũng; Tấu sáo mèo, Đêm trăng bản mèo, đội Lạng Giang; Múa ký ức tuổi thơ, đội Hiệp Hòa; Hát văn Cô bé cây xanh, đội Lục Nam. Hội thi diễn ra trong một ngày, dự kiến ban tổ chức trao 20 giải A, 22 giải B và 18 giải C cho các tiết mục xuất sắc và toàn đoàn. Mới đây, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố chuỗi phim ngắn quảng bá du lịch thành phố nhằm truyền cảm hứng về thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn, Welcome to Ho Chi Minh City đến du khách trong nước và quốc tế. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, việc ra mắt chuỗi phim ngắn quảng bá du lịch nằm trong chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, thông qua việc xác định truyền thông, quảng bá là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành du lịch. Chuỗi phim ngắn quảng bá du lịch sẽ mang đến góc nhìn và trải nghiệm mới của du khách trong tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực, kiến trúc, nghệ thuật đa dạng, thú vị tại các điểm đến, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, phong cách điện ảnh và sự góp mặt của hàng loạt các nhân vật nổi tiếng trong chuỗi phim sẽ tạo ấn tượng cho du khách. Được biết, chuỗi phim được thực hiện ở nhiều địa điểm tham quan trong danh sách 100 điều thú vị của Thành phố Hồ Chí Minh và những quán ăn quen thuộc của người dân, những nhà hàng nằm trong danh sách Michelin Guide. Mỗi thước phim là một mảnh ghép đầy màu sắc, mang đến cho người xem một cái nhìn cảm xúc về một thành phố luôn hướng đến tương lai mà vẫn bảo tồn những giá trị độc đáo của riêng mình. Đặc biệt, phim quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trên kênh truyền thông quốc tế Discovery là thước phim ấn tượng giới thiệu tinh hoa văn hóa ẩm thực của thành phố. Ngoài ra còn có phim chuỗi sự kiện du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về những lễ hội, sự kiện du lịch được tổ chức thường niên tại thành phố. Phim quảng bá du lịch y tế giới thiệu định hướng chiến lược trong phát triển du lịch thành phố, từ khai thác lợi thế về hệ thống cơ sở y tế phong phú, đa dạng, dịch vụ y tế chất lượng cao. Làng du lịch Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là nơi có vịnh Vĩnh Hy danh thắng cấp quốc gia, được đánh giá là một trong 4 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Nơi đây đang vươn lên trở thành điểm đến thu hút du khách bậc nhất khi khám phá Ninh Thuận bởi vẻ đẹp hoang sơ yên bình cùng những trải nghiệm thú vị. Cách thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khoảng 40 km về hướng Đông Bắc, Vĩnh Hy hiện lên là một làng chài bình yên, nơi du khách có thể đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình với núi non hùng vĩ, rừng núi xanh ngàn và biển cả mênh mông. Đứng trên cung đường DT702, du khách không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp ngoạn mục của vịnh Vĩnh Hy. Vịnh biển được bao bọc ba mặt bởi những dãy núi nhấp nhô và nước biển màu xanh ngọc bích. Xa xa những chiếc tàu chở khách du ngoạn trên vịnh để lại phía sau những bọt trắng xóa, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa yên bình vừa sôi động. Làng Vĩnh Hy hiện có 745 hộ với trên 2.840 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nghề khai thác hải sản và kinh doanh dịch vụ du lịch. Đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn từ du lịch biển, nghỉ dưỡng đến du lịch sinh thái. Đặc biệt, du khách có cơ hội khám phá thế giới đại dương đầy màu sắc qua tàu du lịch đáy kính, một trải nghiệm mới lạ thích hợp cho những ai không biết bơi. Chỉ 15 đến 20 phút di chuyển từ bến cảng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những dạng san hô qua lớp kính trong suốt của đáy tàu dài 5 mét. Đáy đại dương hiện ra, mênh mông với san hô mọc san sát, trải dài như những cánh hoa rực rỡ. Trên tàu ngắm san hô, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh mũi cá heo, hòn rùa, hàng yến, cùng dãy núi hùng vĩ tựa như những bức tường chắn sóng kiên cố trước biển cả. Ngoài tham quan, chụp ảnh, du khách còn có nhiều trải nghiệm khác như thả mình lênh đênh trên biển, dạo bước trên bờ cát êm, câu cá, câu mực đêm, thưởng thức hải sản đặc trưng của vùng biển nơi đây như tôm hùm, nhum biển, cá bớp, ốc hương, ốc vú nàng. Du khách đến làng Vĩnh Hy có thể lựa chọn lưu trú tại các homestay mộc mạc, các khách sạn tiện nghi hoặc những resort đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng. Từ trung tâm làng Vĩnh Hy, du khách có thể tham gia các tour, tuyến du lịch hấp dẫn được Vườn Quốc gia Núi Chúa và các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức như suối Lồ Ô, đỉnh Đá Đỏ, Đá Hàng, thác 5 tầng, hồ treo, mũi Đá Vách, chinh phục đỉnh núi Chúa, suối nước ngọt Bình Tiên, bãi hòm, hang Giái, công viên đá, tham quan làng Nho Thái An. Để quảng bá du lịch và thu hút du khách, huyện Ninh Hải tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch hè Ninh Hải Ninh Thuận 2024 với chủ đề Ninh Hải biển xanh vẫy gọi, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7 với nhiều chương trình hoạt động văn hóa thể thao du lịch hấp dẫn. Du khách được tham gia trải nghiệm các hoạt động tại làng du lịch Vĩnh Hy, xem biểu diễn lướt ván diều, ngày hội văn hóa du lịch Carnival, gian hàng OCOB với những sản phẩm đặc thù, khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa, trình diễn áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam, giải đua thuyền truyền thống đầm nại Ninh Hải 2024. Thời gian qua, hoạt động du lịch tại cụm làng du lịch Vĩnh Hy, Vườn Quốc gia Núi Chúa không ngừng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống tuyến, điểm du lịch của huyện Ninh Hải và cả tỉnh Ninh Thuận. Nhờ đa dạng các điểm đến và tổ chức các hoạt động du lịch bài bản đã góp phần giúp huyện Ninh Hải đón thêm 1,21 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt gần 25.000 lượt. Tổng doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước tính trên 897 tỷ đồng. Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội ở Vĩnh Hy đã có những phát triển mạnh. Hệ thống đường giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, chỉnh trang, các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển, tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, trong năm 2024, huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện các nội dung đề án Làng Văn hóa Du lịch Vĩnh Hy giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng thôn Cầu Gãy, Đá Hàng, khảo sát các địa điểm để kết nối các tour tuyến mới nhằm tạo điểm nhấn riêng biệt. Địa phương tập trung huy động nguồn lực từ các chương trình dự án, xã hội hóa triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật du lịch, phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Song song với đó, huyện Ninh Hải phối hợp với các sở ngành, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về du lịch, phương tiện thủy nội địa, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, từ đó xây dựng hình ảnh điểm đến làng du lịch Vĩnh Hy an toàn, thân thiện, văn minh, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước, quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.